trường xanh sạch đẹp ạ. Có khuôn viên rộng rãi, có sân chơi cho các bạn tham gia thể dục thể thao và các hoạt động của trường. Em cảm thấy các thầy cô ở đây có chuyên môn rất là cao. Trong quá trình học dạy thì các thầy cô rất nhiệt tình. Trường học tập đầy tính sáng tạo, ngành nghề đào tạo của trường đa dạng và cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trường thì cao ạ. Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, tọa lạc tại trung tâm thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, được thành lập từ năm 1968, khởi đầu từ trường trung cấp đo đạc Bản Đồ, là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trải qua gần 60 năm hình thành và phát triển, trường đã và đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những trường đầu ngành của đất nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Phân hiệu Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế dưới sự tác động của biến đổi khí hậu. Hiện nay, phân hiệu Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa đào tạo đa hệ gồm đại học bao gồm hình thức đại học chính quy và vừa học vừa làm, liên thông đại học từ trung cấp và cao đẳng lên đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên có thể tiếp tục học lên thạc sĩ ngay tại trường. Các chuyên ngành nhà trường đào tạo đều thuộc nhóm ngành thiết yếu của xã hội, bao gồm kế toán, quản lý đất đai, công nghệ kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường, kỹ thuật trắc địa bản đồ, công nghệ thông tin, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, tiền thân là Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung, được thành lập vào năm 2018. Hiện nay, phân hiệu có 6 chuyên ngành đào tạo bậc đại học, bao gồm ngành quản lý đất đai, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, ngành công nghệ kỹ thuật chất địa, ngành kế toán, ngành công nghệ thông tin và ngành quản trị và du lịch lữ hành. Đối với các ngành đào tạo hiện nay của phân hiệu thì được tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Trong thời gian sắp tới, toàn đảng bộ phân hiệu phấn đấu quyết tâm để nâng cao chất lượng đào tạo của phân hiệu và xứng đáng với một cơ sở đào tạo uy tín của khu vực Bắc miền Trung. Với mục tiêu giáo dục đào tạo ra những con người có phẩm chất, trí tuệ, sức lực và trách nhiệm với đất nước, nhà trường đã xác định yếu tố cốt lõi của chương trình đào tạo chính là chất lượng giảng dạy xuất sắc, cơ sở vật chất tốt gắn liền với hiệu quả tối ưu trong mọi hoạt động trên mọi phương diện. Nhà trường luôn hướng mục tiêu xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu thân thiện, đảm bảo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên được tự do sáng tạo, phát triển tư duy. Chương trình đào tạo được kết hợp giữa kiến thức thực hành và lý thuyết, đặc biệt khối kiến thức thực hành tham quan thực tập luôn được chú trọng, rút ngắn khoảng cách đào tạo giữa lý thuyết với thực tế. Nhà trường có các chương trình hợp tác đào tạo, chia sẻ nguồn lực đối với các tập đoàn và công ty lớn để tạo cơ hội cho sinh viên được áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, tham gia công tác nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nhà tuyển dụng. Các chương trình giảng dạy của nhà trường được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Uy tín và vị thế của trường được xây dựng từ đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo ở nước ngoài và các cơ sở uy tín trong nước. Hàng năm nhà trường luôn cử giảng viên tham gia các khóa tập huấn trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trong quá trình học tập, sinh viên có nhiều cơ hội nhận được học bổng chính phủ của các tổ chức quốc tế và quỹ học bổng của nhà trường. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được nhà trường hỗ trợ giới thiệu việc làm theo đúng chuyên ngành mình đã theo học. Hạ tầng cơ sở đóng góp một vai trò hết sức quan trọng vào bề dày gần 60 năm phát triển của phân hiệu Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa. Khu vực giảng đường với các phòng học được đầu tư trang thiết bị hiện đại, hệ thống bảng di động, máy chiếu, điều hòa đồng bộ. Các phòng thí nghiệm, máy móc thực hành, phòng học chức năng khang trang, hiện đại, đạt hiệu suất sử dụng cao, phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên thành thạo các kỹ năng thực hành, thực nghiệm để áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, sẵn sàng áp dụng vào việc làm sau khi ra trường. Thư viện của nhà trường được đầu tư đồng bộ các trang thiết bị hiện đại và được bố trí thành một không gian học tập thân thiện, là một
bộ phận cơ hữu trong cơ cấu tổ chức đào tạo của nhà trường. Hiện thư viện có khoảng 30.000 đầu sách, tạp chí và các nguồn tài nguyên số, tài nguyên điện tử phục vụ quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học. Khu vực giải trí nhà trường là một quần thể hiện đại đa chức năng với các hạng mục sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân vận động đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, phục vụ tốt các nhu cầu đào tạo và rèn luyện sức khỏe của sinh viên. Ký túc xá và canteen có điều kiện sử dụng tốt. Ký túc xá với hệ thống giường tầng, công trình phụ khép kín, nguồn điện nước và các dịch vụ hỗ trợ đầy đủ, hợp lý, thuận tiện cho học viên từ tỉnh xa về học tập tại trường. Xác định được sứ mạng và những mục tiêu cốt lõi, nhà trường xây dựng mục tiêu phát triển phân hiệu Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng điểm ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo định hướng ứng dụng.